chú heo con. Ngày xưa có ba chú heo con sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Đến lúc chúng phải rời xa gia đình và tự chăm sóc bản thân, mẹ chúng gọi ba chú heo con lại bên cạnh bà. Các con của ta, đã tới lúc các con phải ra ngoài khám phá thế giới bên ngoài. Các con hãy đi bắt đầu cuộc sống mới nhé. Nhưng đừng quên rằng, khi các con làm bất cứ thứ gì, thì các con phải làm cho hết mình. Đó là cách duy nhất và tốt nhất để tồn tại. Thoáng buồn xen lẫn với háo hức, ba chú heo con tạm biệt mẹ và bắt đầu lên đường. Sau một lúc, chúng tìm được mấy miếng đất để có thể cất nhà cho riêng mình. Chú heo Út quyết định xây ngôi nhà của mình bằng rơm. Cậu nghĩ rằng đó là cách dễ dàng và mau lẹ nhất để xây nhà. Bằng cách này, cậu sẽ còn nhiều thời gian để chơi. Chú heo Út hoàn tất ngôi nhà trong vòng một ngày. Cậu la lên với hai chú heo còn lại. Này, các anh, em làm xong rồi đó. Chú heo lớn nhìn vào căn nhà. Được rồi, nhưng căn nhà này không vững chắc đâu. Làm sao nó bảo vệ em khỏi chó sói được? Chú heo Út không quan tâm tới lời khuyên của anh trai mình. Anh đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ừ, mai mốt đừng có nói là anh không cảnh báo em đấy nhé. Chú heo thứ hai quyết định làm nhà của mình bằng gỗ. Chú nhặt gỗ từ những cành cây ở tuốt trong rừng và quyết định làm một ngôi nhà ấm cúng. Chú heo giữa mất 3 ngày để làm nhà. Căn nhà này thì vững chắc hơn so với ngôi nhà bằng rơm. Chú heo lớn tiến về phía trước mặt cậu. Em yêu dấu à, em nghe đây. Em làm tốt lắm. Nhưng căn nhà trông không được an toàn lắm. Căn nhà này có bảo vệ chúng ta khỏi chó sói được không? Chú heo giữa trả lời. Anh đừng lo, căn nhà này rất an toàn rồi. Được rồi, mai mốt đừng nói là anh không cảnh báo em nhé. Trong khi hai chú heo kia hưởng thụ trong ngôi nhà mới xây, thì chú heo lớn nhất vẫn kiên trì làm việc, bởi vì chú xây một ngôi nhà từ gạch và đá. Hai chú heo kia cho rằng chú heo lớn đang cố gắng vô ích và chúng chỉ việc chơi đùa xung quanh đó suốt cả ngày. Sao anh phải dành thời gian cho việc này trong khi anh có thể làm nhanh như bọn em mà? Anh ấy thật điên quá đi. Chú heo cả không quan tâm tới lời chúng nói. Cậu làm việc suốt trong một tuần và vẫn quyết tâm hoàn tất ngôi nhà của mình bằng gạch và đá. Hôm sau, một con chó sói đến gần mấy ngôi nhà của chúng. Nó đứng trước ngôi nhà bằng rơm. Chú heo Út đang nghỉ ngơi trong ngôi nhà bằng rơm. Chó sói gõ vào cửa. Hãy mau mở cửa cho ta vào. Nếu không ta sẽ tức giận và thổi bay luôn căn nhà của người đó. Ông không làm được gì tôi đâu. Nhà của tôi vững chắc lắm. Và rồi con sói tức giận thổi một hơi và thổi bay căn nhà. Tất cả những cố gắng của chú heo Út bị đổ ập xuống. Cậu vội vàng chạy qua nhà của người anh làm bằng những cành cây. Cậu gõ cửa. Và khi con heo giữa mở cửa, cậu nhanh chóng chạy vào phía trong căn nhà. Nhanh lên, đóng cửa lại, con sói đang đến đây. Đừng lo lắng, nó không thể làm gì được chúng ta trong căn nhà này đâu. Sau một lúc, con sói đến nhà chú heo thứ hai làm bằng gỗ và hét vào bên trong. Hãy mau mở cửa cho ta vào, nhanh lên đi. Nếu không thì ta sẽ tức giận và sẽ thổi bay luôn căn nhà của người đó. Ông không thổi được căn nhà của tôi đâu. Và rồi con sói tức giận thổi một hơi và thổi bay căn nhà của chú heo thứ hai. Căn nhà đổ ập xuống. Hai chú heo con chạy qua nhà của chú heo thứ ba và định chạy trốn khỏi chó sói. Anh ơi, con sói đang đến đây, chúng ta phải làm gì bây giờ? Con heo lớn trả lời một cách chắc nịch. Em đừng có lo, con sói không thể vào được căn nhà này đâu. Không lâu sau, con sói với cái bụng đói đến căn nhà của chú heo lớn làm bằng gạch và đá và hét lên với ba chú heo.
Hãy mau mở cửa cho ta vào nhanh lên đi. Nếu không thì ta sẽ tức giận và sẽ thổi bay luôn căn nhà của người đó. Đừng cố gắng vô ích con sói xấu xa. Ông không thể vào được căn nhà này đâu. Con sói rất giận dữ. Nó thổi và thổi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nó không thể thổi sập căn nhà. Nó cố gắng, nhưng nó thậm chí không thể làm rơi được một viên gạch. Cuối cùng, nó kiệt sức và quyết định thử cách khác để vào nhà. Nó thấy ống khói trên mái nhà. Nó bắt đầu trèo lên. Biết con sói đang trèo trên mái nhà và xuống bằng đường ống khói, chú heo nhanh chóng thắp sáng lò sưởi ngay phía dưới ống khói và đặt một cái thau nước lớn lên trên phía lò sưởi. Con sói vừa mới trèo lên trên ống khói và đưa người vào phía trong và nhảy thẳng vào trong thau nước đang sôi sùng sục. Mau cứu tôi với! Tôi bị bỏng rồi! Tôi bị bỏng rồi! Cuối cùng cũng thoát được khỏi chó sói. Các chú heo con vui mừng ôm lấy nhau. Ba chú heo con về nhà mẹ vào ngày hôm sau và kể cho mẹ nghe những việc đã xảy ra. Chú heo Út đến bên cạnh mẹ mình. Mẹ nói đúng mẹ ạ. Khi làm bất cứ điều gì, chúng ta phải làm cho hết sức mình. Nếu mình thực sự cố gắng làm một điều gì đó thì tự sẽ thành công. Từ đó về sau, hai chú heo kia không còn lười biếng nữa. Chúng làm việc hết sức như anh trai và sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Ở một nông trại kia có một gia đình nhà vịt. Vịt mẹ đang nằm ấp trứng và chờ đợi những chú vịt con chào đời. Có tất cả là 7 quả trứng đang chờ nở. Một buổi sáng đẹp trời, những quả trứng bắt đầu nở ra. Chẳng bao lâu sau, 6 chú vịt con hoan hỷ chào đời. Những chú vịt con cố gắng thích nghi với thế giới mới. Chúng kêu quàng quạc và đi vòng vòng xung quanh mẹ vịt. Tuy nhiên, quả trứng lớn nhất vì vẫn chưa nở được và mẹ vịt bắt đầu lo lắng. Nó nghĩ là có gì đó không được ổn cho lắm. Nó quyết định chờ thêm một chút nữa. Và cuối cùng, quả trứng thứ 7 cũng là quả trứng lớn nhất cũng nở ra. Con vịt bất hạnh bắt đầu nhìn xung quanh một cách rất bối rối. Vịt con cũng có chút cảm nhận rằng mẹ vịt và mấy anh em đó còn bối rối hơn cả cậu nữa, bởi vì cậu có vẻ khác biệt, không giống như những anh em. Cậu rõ ràng là to hơn và có cả lông trắng và lông xám. Những chú vịt khác bắt đầu cười nhạo cậu. Thật là con vịt xấu xí, em không giống chúng ta chút nào cả. Mẹ không hiểu được, sao con không giống các anh em chút nào vậy ta? Sau một thời gian thì các chú vịt con đều lớn lên. Nhưng chú vịt con xấu xí vẫn lớn hơn so với anh em của chúng. Ngay cả màu lông cũng vậy nữa. Con lớn nhanh quá, nhưng mẹ không biết làm sao con lại xấu quá như vậy. Thời gian dần dần trôi qua và vịt con xấu xí trở thành một con vịt khác biệt và đáng thương. Không người anh em nào muốn chơi đùa với cậu. Chúng ta không chơi với em đâu, em xấu xí quá. Tất cả các loài vật khác trong nông trại cũng đưa cậu ra làm trò cười. Vịt con xấu xí, vịt con xấu xí. Nhỏ 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 nhỏ, vịt con xấu xí, vịt con xấu xí. Nhưng mặt khác, mẹ vịt luôn luôn cố gắng hết mình để bảo vệ cho cậu. Vịt con tội nghiệp, sao con lại quá khác biệt so với mọi người. Ngày ngày trôi qua, vịt con bất hạnh cảm thấy rất tồi tệ. Suốt những đêm dài, cậu khóc trong im lặng và tự nghĩ rằng không ai cần đến cậu nữa. Sao mình lại xấu như thế này? Sao mình lại không thể giống như các anh em của mình được?
Một ngày kia, các thợ săn đến bên cái hồ gần nơi chúng đang sống. Các thợ săn bắt đầu bắt những con vịt mà họ nhìn thấy. Trong khi mẹ vịt đi tìm thức ăn cho đàn vịt con thì bị các thợ săn bắt mất. Chú vịt con bất hạnh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó chờ mẹ về cho đến mãi sáng hôm sau. Vịt con bất hạnh không biết phải làm gì. Đầu tiên nó đến bên cạnh con chó và con chó xua cậu đi. Cút đi, nếu không thì có ai đó lại thấy ta đang nói chuyện với một con vịt xấu xí. Một lát sau, nó đến bên cạnh con gà, nhưng mà con gà cũng trêu đùa nó. Ngay cả ta còn thấy ta dễ nhìn hơn cậu nữa. Vịt con xấu xí thực sự rất buồn. Không ai muốn mình ở đây cả. Nếu như mẹ không quay trở lại, thì hoàn toàn không có lý do gì để mình ở lại nông trại này hết. Sáng hôm đó, vịt con xấu xí rời khỏi nông trại. Nó bơi qua bên kia hồ nước. Nó hỏi cùng một câu hỏi cho các loài vật mà nó gặp ở trên đường đi. Anh có từng thấy con vịt nào giống như tôi không? Anh có từng thấy con vịt nào giống như tôi không? Anh có từng thấy con vịt nào giống như tôi không? Cậu nhận được cùng một câu trả lời từ mọi người rằng họ chưa từng thấy một con vịt nào xấu xí như vậy. Con vịt bất hạnh bắt đầu cuộc hành trình và đến một hồ khác. Và khi nó đã ở đó, nó hỏi chú ngỗng cùng một câu hỏi đó. Cậu không nên ở đây lâu đâu, vì có rất nhiều thợ săn xung quanh đây đó. Nhanh hãy rời khỏi đây đi. Đi ngay đi, nhanh lên. Vịt con xấu xí bắt đầu đi tiếp. Không lâu sau, một cái hồ khác xuất hiện. Lần này cậu ở một mình, để không ai có thể thấy được cậu. Ai được rồi, nếu không ai cần mình thì mình sẽ trốn ở đây mãi mãi. Nhiều tháng trôi qua, mặc dù ở một mình nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. Một ngày kia, cậu thấy một bầy chim cổ dài lông trắng đang bay đến phương Bắc. Cậu ngưỡng mộ nhìn theo chúng. Đẹp làm sao, ước gì mình có thể được giống như họ. Mùa đông đến và tuyết bắt đầu rơi. Vịt con xấu xí bắt đầu yêu nơi này khi lần đầu tiên thấy tuyết. Cậu chơi đùa xung quanh với tuyết trắng phủ đầy mình. Dù tuyết rơi dày đặc, nhưng vịt con xấu xí vẫn cố gắng hết sức để đi tìm thức ăn. Nên cậu đi xung quanh để tìm thức ăn. Cậu rất lạnh và mệt nữa. Trong khi đó, một bác nông dân đi ngang qua. Bác nông dân thấy thương nó nên đưa cậu cái áo khoác. Thật tội nghiệp vì mày đã lạnh cống rồi. Ta sẽ đưa mày về nhà và chăm sóc cho đến khi mày lớn lên. Bác nông dân đã làm như bác nói và chăm sóc chú vịt cẩn thận. Khi mùa xuân đến, chú vịt đã trưởng thành, nên chú vịt cần không gian rộng lớn hơn để xoay sở. Bác nông dân quyết định đưa cậu đến chỗ hồ nước. Và khi chỉ còn lại một mình, sau một thời gian dài trôi qua, vịt con xấu xí trong bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Nhưng cậu rất ngạc nhiên với những gì cậu thấy. Lúc đầu, cậu không nhận ra chính mình. Cậu nghĩ là có ai đó khác đằng sau cậu, nên cậu vẫy nhẹ đôi cánh và nhận ra hình bóng dưới nước cũng đang làm tương tự. Cậu kéo cao cái cổ ra và bóng phản chiếu của cậu tiếp tục cùng một chuyển động. Ngay lúc đó, cậu biết rằng chú chim tuyệt vời này không ai khác chính là cậu. Ôi, mình thay đổi nhiều quá. Mình trông như những chú chim trên trời. Mình phải quay trở về nhà và nói cho mọi người biết. Nói xong, cậu bước đi. Khi cậu đang bơi trong hồ, cậu đi ngang một đàn thiên nga đông đúc. Vì bây giờ cậu là một chú thiên nga, nên chúng dẫn cậu đi cùng.
vịt con xấu xí vui vẻ đi cùng đàn thiên nga. Một cậu bé la lên với đám bạn của mình khi thấy đàn thiên nga. Này, nhìn con thiên nga trẻ nhất đàn quay trở lại kia kìa. Đó là chú thiên nga đẹp nhất mà tớ từng thấy đó. Phải, thì ngay từ đầu, cậu đích thực là một chú thiên nga. Quả trứng thiên nga không bay đã bị trộn lẫn giữa những quả trứng vịt. Nhưng bây giờ, với gia đình thực thụ của mình, cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Sói và bảy dây con. Ngày xưa ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng, có một bà mẹ dê sống vui vẻ cùng với đàn con. Những chú dê con thật xinh xắn, trông chúng như đồ chơi vậy. Mẹ dê cũng như các bà mẹ khác rất yêu các con của mình. Mẹ dê bảo vệ các con mình khỏi các loài vật hoang dã ở trong rừng. Một ngày kia, trước khi ra khỏi nhà để đi tìm thức ăn trong rừng, bà gọi các con lại bên cạnh và... Các con của mẹ, bây giờ mẹ sẽ chuẩn bị để đi vào rừng. Các con nhớ là đừng mở cửa cho ai hết nha. Con sói sẽ đến nhà của mình và ăn thịt tất cả các con đó, có nhớ chưa? Làm sao chúng con nhận ra được chó sói vậy mẹ? Giọng nói con sói thì thô lỗ, còn giọng của mẹ thì thanh và ngọt ngào. Các con có thể nhận ra giọng con sói vì giọng nói trầm và hung dữ lắm. Ngay vừa khi dê mẹ đi khỏi thì bà chợt nhớ ra một vài thứ. Bà quay trở lại với đàn con. À, còn một điều nữa, chân con sói thì đen, chân mẹ thì có màu trắng. Các con cũng có thể nhận ra bàn chân con sói. Mẹ không phải lo đâu, chúng con sẽ tự bảo vệ lẫn nhau. Mẹ cứ tin là chúng con nhé. Mẹ dê hôn lên trán các con mình, từng đứa một, rồi đi thẳng vào rừng. Con sói trông thấy đàn dê từ xa. Khi thấy mẹ dê rời khỏi nhà, nó chờ một lát. Và sau đó nó đứng trước ngôi nhà và gõ cửa. Ai đó? Ai đó? Các con ơi, hãy mở cửa cho mẹ nào. Mẹ các con đây, mẹ mang thức ăn ngon về cho các con nè. Nhưng những chú dê con nhận ra giọng nói thô lỗ của con sói ngay lập tức. Ông không phải là mẹ của chúng ta. Giọng của mẹ chúng ta thật ngọt ngào và hay hơn cơ. Ông là con sói, ông không lừa được chúng tôi đâu. Con sói rất tức giận vì nó không lừa được mấy chú dê con, nên nó đi đến một cửa hàng, mua một miếng bánh ngọt lớn và ăn vào. Bây giờ giọng nó có vẻ mềm mại hơn, nên nó quay trở lại ngôi nhà và gõ cửa lần nữa. Lúc này con sói bắt đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Các con của ta ơi, hãy mở cửa đi nào. Là mẹ của các con đây, mẹ mang thức ăn từ trong rừng về cho các con nè. Nghe giọng mềm mại của con sói, các chú dê con nghĩ rằng lần này đích thực là mẹ của chúng. Ngay khi chúng định mở cửa thì một con dê la lên. Khoan khoan, chúng ta hãy xem chân qua khe cửa xem đã. Tất nhiên là khi những chú dê con nhìn qua khe cửa, chúng thấy bàn chân màu đen của con sói, nên chúng lại hét lên và không mở cửa. Chúng tôi sẽ không mở cửa cho ông đâu. Chân mẹ chúng tôi không phải màu đen, là màu trắng cơ. Ông chính là chó sói. Nhanh như cắt, con sói rời khỏi đó. Lần này nó đến tiệm bánh. Khi người làm bánh thấy con sói ngay trước mặt, ông rất ngạc nhiên. Bây giờ tôi ăn chay rồi, nên từ nay tôi sẽ ăn bột bánh. Ông có thể cho tôi một ít bột mì được không? Con sói rời khỏi tiệm bánh với một bao bột mì. Khi nó đến gần ngôi nhà, nó mở bao ra và đổ hết chỗ bột lên chân nó. Bây giờ chân nó toàn màu trắng. Con sói gian xảo gõ cửa lần thứ ba. Các con của mẹ ơi, hãy mở cửa ra, là mẹ của các con đây. Mẹ mang thức ăn từ trong rừng về cho các con nè. Đầu tiên phải cho chúng ta xem chân để chúng tôi biết đó là mẹ chúng tôi. Con sói đưa bàn chân đầy bột mì cho đàn dê xem,
Khi những chú dê nhỏ thấy bàn chân trắng, chúng tin đó chính là mẹ chúng và mở cửa. Và chúng thấy gì đây? Con sói đứng sừng sững ngay trước mặt chúng. Những chú dê con không biết phải làm gì. Chúng bắt đầu chạy lòng vòng, la hét: "Cứu! Cứu với!" Đừng phí thời gian nữa, ta sẽ bắt tất cả chúng bay. Một con dê nhỏ chạy trốn dưới bàn, con thứ hai trốn vào giường, con thứ ba chạy vào chỗ ống khói, con thứ tư trốn vào nhà bếp, con thứ năm chui vào tủ quần áo, con thứ sáu trốn vào sau bức màn, và con thứ bảy trốn vào cái đồng hồ lớn ở trên tường. Những con sói gian xảo nhanh chân bắt từng chú dê một ở những nơi chúng trốn vào. Đến đây đừng có chạy, ta sẽ bắt tất cả chúng bay, ta nói dừng lại mà. Duy nhất một bé dê con trốn trong đồng hồ là con sói không tìm thấy được. Nó đã quá no nên không muốn tìm con dê này nữa và bước ra ngoài. Có một cái sân rộng không cách căn nhà xa lắm. Con sói nằm dưới một gốc cây và bắt đầu ngủ và ngáy. Không lâu sau đó, mẹ dê quay trở về nhà. Khi bà thấy cửa mở toang, bà biết là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra nên bắt đầu la lên. Các con của ta! Khi bà bước vào nhà, bà thực sự rất sốc. Bàn ghế đều lộn ngược, màn thì bị xé toang, giường ngủ đều rất lộn xộn, mền gối nằm dưới sàn nhà. Mẹ dê tìm các con nhưng không tìm thấy chúng ở đâu. Bà bắt đầu gọi tên từng đứa một nhưng không có tiếng đáp lại. Cuối cùng bà gọi tên bé dê cuối cùng. Bà nghe như một âm thanh đáp lại: "Mẹ ơi, con ở trong chiếc đồng hồ của ông ngoại." Mẹ dê chạy đến bên chiếc đồng hồ của ông ngoại và bồng dê con ra khỏi đó. Dê mẹ và dê con ôm lấy nhau. Chú dê con bắt đầu kể lại câu chuyện và khóc. "Con sói cải trang thành mẹ và chúng con nghĩ đó là mẹ nên mới mở cửa ra. Sói đã ăn hết các anh của con rồi." Mẹ dê rất buồn, bà khóc thương các con của mình. Dê mẹ bước ra ngoài cùng chú dê con còn lại và bắt đầu đi về phía cái sân. Sau một lúc thì thấy con sói đang ngủ dưới gốc cây. Nó ngáy to đến nỗi những cành cây cũng phải rung lắc. Mẹ dê quan sát con sói một lúc. Bà nhận thấy trong bụng sói có gì đó đang chuyển động. "Ôi trời ơi, có thể là các con của ta ở trong bụng sói và chúng vẫn còn sống chăng?" Bà nảy ra một kế hoạch, bà quay qua nói với dê con: "Con chạy về nhà, mang ra cho mẹ cây kim, chỉ và cái kéo nhé." Trong khi dê con chạy về nhà, người mẹ dê nhặt sáo hồng đá lớn từ trên sàn. Sau một lát thì dê con quay trở lại, mang theo kim chỉ và cả cái kéo to. Mẹ dê dùng cây kéo cắt và mở bụng con sói ra. Lúc đó bà thấy một chú dê con, và sau đó lần lượt những chú dê con khác xuất hiện. Tất cả các con đều khỏe mạnh. Mẹ dê vui mừng không kể xiết. Các chú dê mừng rỡ ôm lấy mẹ. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, chúng con chúng yêu, mẹ. Yêu mẹ. Chúng con yêu mẹ nhiều. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Chúng con yêu mẹ." Tất cả chúng đều rất vui mừng. "À, các con của mẹ, các con an toàn rồi." Người mẹ dê cẩn thận để những hòn đá mà bà đã nhặt được vào trong bụng con sói. Sau đó bà dùng kim và chỉ khâu bụng lại. Con sói ngủ say đến mức mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không hề cử động. Mẹ dê và những chú dê con nhanh chóng rời khỏi đó. Khi con sói thức giấc, nó đứng dậy, bụng nó rất đau. Nó cho rằng vì nó ăn quá nhiều dê con. Bởi vì bụng nó toàn đá nên nó cảm thấy khát khô cả cổ, nên nó đến bên cạnh dòng sông để uống một ít nước. Và khi nó đang đi
thì những hòn đá va vào nhau. Sao bụng của ta lại nặng nề và đầy quá vậy? Giống như cái con dê đã biến thành đá vậy nè. Nó muốn khuỵu người xuống và uống một ít nước, nhưng vì những hòn đá quá nặng, nó mất thăng bằng và rơi xuống nước. À, cứu tôi với! Cứu tôi chết đuối rồi! Sói la lớn để cầu mong được giúp đỡ, nhưng không ai thèm giúp. Nó không thể cưỡng lại được sức nặng của mấy hòn đá nữa và rơi xuống dòng nước sâu. Thấy vậy, mẹ dê và đàn dê con chạy tới bên dòng sông. Con sói đã chết rồi! Yeah! Con sói đã chết! Con sói chết rồi! Yeah! Chúng nắm tay nhau và bắt đầu nhảy nhót vòng quanh. Từ đó về sau, dê mẹ và bảy chú dê con sống yên bình và hạnh phúc trong ngôi nhà chúng trong rừng sâu.